thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1998 trên cơ sở Đặc San. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày hôm nay đã trưởng thành với nhiều bước tiến quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung cho ngành môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Tạp chí hiện có chi bộ đảng, công đoàn và đoàn thanh niên. Bộ máy lãnh đạo tạp chí gồm 1 tổng biên tập, 3 phó tổng biên tập, 1 chủ tịch hội đồng cố vấn, 6 ban chuyên môn, ban điện tử, ban biên tập, ban chuyên đề, ban pháp luật, ban đọc, ban kinh tế môi trường, ban media. 5 văn phòng đại diện, khu vực miền Nam, khu vực miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Bắc. Đây là những cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của tạp chí, giúp đưa đến những thông tin nhanh, chính xác từ các địa phương tới bạn đọc trên cả nước. Sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên được đền đáp xứng đáng với những thành công ấn tượng. Tạp chí bản in xuất bản định kỳ hàng tháng trên toàn quốc với số lượng lên tới 7.600 cuốn một kỳ, được bạn đọc yêu thích và tin tưởng. Là tạp chí khoa học chuyên ngành, được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phê duyệt khi tính điểm công trình khoa học. Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam với tên miền moitruongvaduothi.vn. Bên cạnh báo in, báo điện tử, tạp chí còn có chuyên trang quản lý môi trường, trang điện tử tổng hợp pháp luật môi trường. Đều là những trang điện tử uy tín, thu hút hàng chục ngàn lượt truy cập mỗi ngày, đưa thông tin nhanh chóng kịp thời về lĩnh vực môi trường đô thị trong nước và quốc tế. Những năm qua, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, hội thảo, cuộc thi mang tính chất khoa học công nghệ của ngành môi trường. Đặc biệt từ giai đoạn 2017 đến nay, tạp chí đã và đang bước sang giai đoạn bùng nổ với nhiều chương trình sự kiện quy mô toàn quốc. Với vai trò là diễn đàn khoa học của ngành môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, tạp chí đã tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm về các vấn đề nóng, thời sự, thu hút sự tham gia của rất đông các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, góp phần đưa nhanh các quy định pháp luật vào cuộc sống. Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển. Đây là một dấu ấn quan trọng đối với những người làm báo của chúng tôi. Chúng tôi tri ân đối với thế hệ đi trước, những người làm báo đã tạo dựng lên cái tờ báo có thương hiệu như ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và tri ân tới giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Khi giáo sư Liên là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước về ngành kiến trúc xây dựng, giáo sư đã quan tâm và mời các nhà khoa học thường xuyên viết về lĩnh vực môi trường. Và từ năm 2010, tạp chí đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm về công trình khoa học. Trong 5 năm trở lại đây, thì tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam mỗi một tuần đã công bố một cái công trình khoa học mới nhất về lĩnh vực môi trường, đô thị và khu công nghiệp ở trên thế giới. Đây là một cái điều đặc biệt, không phải tạp chí nào cũng làm được. Chương trình gây được tiếng vang lớn nhất do tạp chí tổ chức đó là Cây Chổi Vàng, tôn vinh công nhân vệ sinh môi trường trên toàn quốc. Kể từ năm 2017 đến nay, chương trình đã trao giải thưởng cho hàng trăm cá nhân là các công nhân vệ sinh môi trường tiêu biểu, xây 29 nhà tình nghĩa cho những công nhân vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Ban tổ chức chương trình đã đặc cách trao tặng giải thưởng Cây Chổi Vàng cho 3 công nhân vệ sinh môi trường bị tử nạn trong quá trình làm việc, góp phần làm vơi đi nỗi mất mát to lớn không gì bù đắp được.
Tôi thấy cái chương trình cây chổi vàng ấy rất là ý nghĩa đối với chị em môi trường, vì là cái điện đấy là tôn vinh cái công việc của chị em, công việc chị em rất là thầm lặng để được xã hội ghi nhận. Chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà được tham gia vào những cái chương trình như thế để động viên chị em. Xin chân thành cảm ơn tạp chí trong suốt những năm qua đã luôn đồng hành cùng các cái đơn vị làm trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt đã xây dựng có một cái giải thưởng cây chổi vàng, đó là một cái động lực cho người lao động trong lĩnh vực môi trường cũng cố gắng phấn đấu hơn, làm tốt cái nhiệm vụ của mình để xứng đáng để mà có cái đề cử hàng năm. Ngoài ra trong nhiệm kỳ qua thì cũng tạp chí cũng đã hỗ trợ kêu gọi kinh phí từ các nhà tài trợ hỗ trợ cho những cái mái ấm các gia đình công nhân môi trường khó khăn khu vực miền Trung, và đã giúp cho nhiều hộ gia đình công nhân làm lĩnh vực môi trường ở các cái địa phương mà hoàn cảnh khó khăn có những cái mái ấm. Tạp chí môi trường đô thị Việt Nam đã ra đời cách đây là hôm nay là 25 năm. Trải qua những thăng trầm khó khăn, đến nay tạp chí môi trường đô thị càng ngày càng vững mạnh, đã đưa ra rất nhiều công nghệ để mà trong công tác xử lý rác của Việt Nam chúng ta hiện nay. Trong đó xây dựng những là đơn vị hiện nay là càng ngày càng lớn mạnh để cùng nhau đoàn kết, hợp tác với nhau, chung tay xây dựng cho cái ngành môi trường, đặc biệt trên lĩnh vực vệ sinh môi trường của toàn quốc và đất nước ta. Quá trình phát triển lớn mạnh của tạp chí đã đưa đến các cái bạn đọc nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực đô thị môi trường, lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và nói chung và công nhân đô thị nói riêng. Chúng tôi thì luôn đồng hành với tạp chí và nhân dịp kỷ niệm chí 25 năm thì cũng chúng tôi tiếp tục đồng hành với tạp chí trong những thời gian tới và mong rằng tạp chí ngày càng lớn mạnh hơn. Giữa năm 2018, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội, Ủy ban Hòa bình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi vì môi trường tương lai. Cuộc thi được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về số lượng tranh thiếu nhi dự thi nhiều nhất. Cuộc thi được tổ chức thường niên với số lượng tranh tăng lên từng năm. Thật vui mừng vì thông điệp bảo vệ môi trường đã lan tỏa đến với thế hệ tương lai của đất nước. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, đồng thời kết nối giao lưu, chia sẻ, học hỏi giữa các cán bộ công nhân viên ngành môi trường. Từ năm 2018, giải bóng đá môi trường đô thị toàn quốc đã được tạp chí phối hợp với các đơn vị ngành môi trường tổ chức. Năm 2023, giải tiếp tục được tổ chức lần thứ hai, thu hút gần 40 đội tham dự, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, hứng khởi. Nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cùng thông điệp vì môi trường Việt Nam xanh, tạp chí phối hợp công ty K-Talent đồng tổ chức cuộc thi Hoa hậu môi trường Việt Nam. Đây là cuộc thi cấp quốc gia, một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật mang nhiều thông điệp cuộc sống, hoạt động của cộng đồng, đặc biệt là lan tỏa tình yêu và những thông điệp tích cực về môi trường đối với xã hội. Bên cạnh đó là rất nhiều sự kiện mang ý nghĩa xã hội đã được tạp chí tổ chức thành công, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Với những thành tích đạt được, tập thể tạp chí nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, chi bộ tạp chí liên tục nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Tạp chí đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam. Tôi xin gửi lời chúc mừng với tổng biên tập, các đồng chí trong ban lãnh đạo, tập thể, biên tập viên, phóng viên, tạp chí Môi trường Đô thị và ở Việt Nam. Nhân dịp 25 năm ra số đầu tiên, tạp chí có nhiều thông tin kịp thời phản ánh sinh động cuộc sống lao động vất vả, công tác sản xuất kinh doanh, phản ánh kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách nhà nước đến từng đơn vị và đến người lao động.
và có những cái đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến các cái tiến bộ khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất, cũng như là tạo ra được những cái diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau giữa các đơn vị. Nhân dịp mà bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi xin chúc tạp chí có nhiều hoạt động mạnh mẽ hơn nữa, tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển ngành môi trường đô thị và cụm công nghiệp Việt Nam. Trong chặng đường mới, với sự chỉ đạo chặt chẽ từ ban lãnh đạo Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, từ lãnh đạo tòa soạn, sự phối hợp có hiệu quả từ các phòng ban chuyên môn, các công ty đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường trên toàn quốc, tạp chí sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để phát triển xứng tầm là cơ quan báo chí hàng đầu trong lĩnh vực môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.